Bellingham là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Đội nào muốn chiêu mộ tiền vệ Jude Bellingham từ Real Madrid lúc này sẽ phải trả khoảng 293 triệu đô la Mỹ, theo Trung tâm Nghiên cứu Thể thao CES. Bellingham chuyển từ Dortmund sang Real Madrid hè 2023 với phí chuyển nhượng 144 triệu đô la Mỹ, nhưng giá trị của anh đã tăng gấp đôi chỉ sau 6 tháng. Với mức gần 300 triệu đô la Mỹ, tiền vệ 21 tuổi đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, trên Erling Haaland, 275 triệu, Vinicius Junior, 274 triệu, Rodrigo, 272 triệu, và Bukayo Saka, 244 triệu. Tiền vệ Jude Bellingham, áo trắng, đánh đầu, mở tỷ số trận Real Madrid thắng Villarreal 4-1 ở vòng 17 La Liga trên sân Bernabeu ngày 17 tháng 12 năm 2023. CES thành lập năm 1995 là trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế, liên doanh với Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Họ xây dựng một mô hình thống kê để cố gắng dự đoán đúng phí chuyển nhượng cầu thủ, dựa trên nhiều yếu tố, quan trọng là năng lực, thời gian hợp đồng còn lại và độ tuổi. Vì thế trong top 20 cầu thủ đắt giá nhất hiện tại, không có cầu thủ nào trên 28 tuổi hay chỉ còn 2 năm hợp đồng trở xuống. Bellingham còn giao kèo với Real tới hết tháng 6 năm 2029 và anh cũng mới 21 tuổi, vì thế đắt giá hơn Haaland. Tiền đạo Na Uy 24 tuổi, còn hợp đồng với Man City đến hè 2027. Hồi hè 2023, Haaland vẫn còn đứng đầu danh sách. Sau đó đến Vinicius, Saka, Bellingham và Rodrigo. Mbappe khi đó còn đứng thứ 10, nhưng nay đã rơi khỏi top 20. Bởi hợp đồng của anh với PSG sẽ hết hạn cuối mùa này. Trong top 20 hiện tại, Real góp nhiều cầu thủ nhất với Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Federico Valverde và Eduardo Camavinga. Man City đứng sau với 4 cầu thủ là Haaland, Phil Foden, Julian Alvarez và Rodri. Arsenal xếp thứ 3 với Saka, Martin Odegaard và Gabriel Martinez. Bellingham thăng tiến nhờ màn trình diễn bùng nổ trong nửa đầu mùa giải cùng Real, giúp đội dẫn đầu La Liga và toàn thắng tại bảng C Champions League. Tuyển thủ Anh ghi 17 bàn, kiến tạo 5 lần chỉ trong 22 trận cho Real ở hai giải này.